Shop hàng Nhật nội địa. Xin chào các bác. Hôm nay ngày 9 tháng 1 năm 2020. Em lên sóng với các bác ba cái chiếc nồi Tiger hàng VIP vừa mới về. Quên mất để em đánh số về. Đánh số thì để các bác tò mua cái nào thì các bác chọn cho nó dễ. Số 1 đi. 2. Số 3. Thì ở đây đều là ba cái con Tiger dòng cao cấp áp suất 2B các bác nhá. Dòng Tiger này nó không làm quay sách. Đây áp suất 2B. Và về cái dòng nồi Tiger này thì trông bên ngoài giống nhau rồi thôi, nhưng mà nó có rất là nhiều các cái model rồi là các nhiều rất là nhiều các cái kiểu giống nhau. Đây à. Như ở đây thì hiện tại em đang có ba cái chiếc nồi này thì trông như thế này thôi, nhưng mà có hai chiếc này thì giống nhau, còn chiếc kia trông mẫu mã y hệt đấy nhưng mà đời tên nó lại khác. Thì khi các bác mua cái dòng nồi này thì nó cũng có rất là nhiều các kiểu lựa chọn. Thì em giới thiệu với các bác về ba cái nồi này. Thì về hình thức tổng thể thì là tất cả các dòng nồi này thì đều nó là vỏ nhựa hết, chứ nó không có cái sự móp méo, mà nó chỉ có những cái sự chảy xước ít hay nhiều. Ở đây vì đây là mặt meca mà, là mặt meca đấy, có sự chảy xước ít hay nhiều thôi, chứ còn nó không có sự móp méo ở những cái dòng nồi này. Về cái dòng nồi Tiger áp suất 2B này thì nếu nói về nấu cơm thì nó là gần như là đỉnh cao nhất trong tất cả các dòng nồi các bạn. Nấu cơm chín nhuyễn, chín lục cực ngon. Rất nhiều bác khách hàng đã từng thử và đã có nhận xét là như vậy. Dòng này nấu cơm cực kỳ ngon. Bây giờ thì em giới thiệu với các bác từng cái con một. Đầu tiên đây là cái con nồi Tiger. Con này thì là có năm sản xuất là 2014. Đấy các bác nhé. Năm sản xuất năm 2014 này. Đấy. Tình trạng thì nói chung là còn rất là đẹp. Đặc thù của tất cả các dòng Tiger thì các bác lưu ý là nó đều là made in Japan hết. Đây, tất cả đều sản xuất ở Nhật. Đây, riêng hãng Tiger là như vậy. Về con này thì nó có cái điểm hay thế nào thì giới thiệu các bác, thì các bác nhiều bác cũng đã biết rồi. Nó là một cái dòng áp suất, đây là có áp suất, có lại áp suất nhưng nó là áp suất 2B. Áp suất 2B, bi lớn và bi nhỏ. Đây ạ. Chính chả hiểu cái công nghệ nó làm như nào nhưng mà nó nấu cơm về áp suất 2B này thì nó cực ngon. Ở cái dòng nồi này thì là cái son của nó các bác để ý đây này. Nó có số 11 đây này. Đấy là con này là son tráng 11 lớp. Tích hợp rất là nhiều các cái lớp chống dính rồi là lớp giữ nhiệt. Đấy, son tráng 11 lớp thôi nhé. Tình trạng lòng nồi, nồi sần này cực đẹp tuyệt đối, đẹp tuyệt đối luôn, gần như không có vết gì cả. Rất là đẹp. Đấy ạ. Nồi rất là dày, tráng 11 lớp cơ. Còn không biết là những cái lớp gì vì không biết được ạ. Này, bên trong thì cũng rất là mới. Đấy ạ. Như con này là dòng nồi 11 lớp quá nhá. Đấy, cùng những cái nồi Tiger. Nhưng mà con này thì nó 11 lớp thì nó lại đắt tiền hơn những cái con này. Đấy. Như con này thì nồi thì nó cũng dày. Nhưng mà nó thì không có tráng nhiều lớp như vậy, chứ nó cũng đây nó chỉ có 5 lớp thôi, nó ghi số 5 đây các bạn này. Đấy, 5 lớp thôi. Số 5 đây. Đấy, các bạn nhìn thật thấy số 5. Đấy, dạ, nó 5 lớp thôi, xong trơn. Còn về cơ bản thì nó cũng là giống nhau hết thôi. Đấy, nó chỉ khác nhau về một cái bài đặc thù như thế. Thì ở đây thì em có hai cái con này, màu ghi này thì nó là đời 2014 và son trắng đều 11 lớp hết. Răng kia cũng rất là đẹp. Đây, son trắng 11 lớp. Đấy. Thì hai cái con này thì em bán là 3.3 triệu các bác nhé. Giá 3.3 triệu. Còn cái con này thì là em bán là con này là 3 triệu. Đấy. Thì các bác nào mà có nhu cầu mua nồi cơm thì các bác cứ tìm hiểu, nhưng mà cam kết với các bác là giá bán rất hợp lý cho các bác mua, chứ không bao giờ có giá bán cao được. Giá rất là hợp lý, bảo hành 6 tháng tất cả các sản phẩm mà, bảo hành 6 tháng quá nhé. Đấy, hai con này thì là 3.3 triệu một con này, còn con này thì là 3 triệu. Số 1 và 2 là 3.3 triệu. Em ở huyện Đông Anh, Hà Nội các bạn ạ. Số nhà 192 tổ 12 thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Đấy, điện thoại như trên hình thôi nhé. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua nồi cơm hàng ngon, hàng VIP thì các bác lấy cho em cái nồi này, ngon luôn. Riêng dòng Tiger áp suất thì không có gì chê cả rồi. Đấy. Hiện tại em đây em có những cái con Toshiba Phước Chân Không. Lúc nào rảnh giới thiệu tiếp với các bác. Đấy nha các bác nhé, giới thiệu các bác ba cái chiếc nồi này. Các bạn nào có nhu cầu thì các bạn liên hệ. Cảm ơn các bạn.